tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Tân Hoa hậu Hoàng Vũ Nguyễn Trần Khánh Vân là ai? Kinh ngạc trước bề dày thành tích. Đêm nay, 7 tháng 12 là một đêm đáng nhớ khi Hờ Hen Nhê chính thức trao lại vương miện Hoa hậu Hoàng Vũ danh giá cho đại diện sinh năm 1995 Nguyễn Trần Khánh Vân. Lúc này đây, mọi thông tin liên quan đến Hoa hậu đều được công chúng lùng sục nhiệt tình. Trước khi trở thành thí sinh của cuộc thi năm nay, Khánh Vân đã đạt được những thành tích khủng cả trên con đường học tập lẫn sự nghiệp. Nhìn lại mới thấy cô tân Hoa hậu này sở hữu gia tài thành tích đáng nể. Nguyễn Trần Khánh Vân sinh năm 1995, quê quán thành phố Hồ Chí Minh, nghề nghiệp, diễn viên, người mẫu, là một cô gái vô cùng xinh đẹp và đa tài. Tân Hoa hậu đã từng là học sinh gương mẫu, chăm chỉ của trường Trung học Phổ thông Lý Tự Trọng. Nguyễn Trần Khánh Vân là sinh viên của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh, khoa diễn viên kịch. Cô không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp, nụ cười duyên dáng, mà thân hình còn cực kỳ bốc lửa, với chiều cao 1m74, số đo 3 vòng 80, 60, 89. Người đẹp được biết tới thông qua các vai diễn như Hoài Băng trong Thiếu gia nhà nghèo, vai Thiên Di và Bà Ngọc trong Trại cá sấu. Hầu hết các vai diễn của cô đều để lại ấn tượng riêng trong lòng người xem. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Nguyễn Trần Khánh Vân tham gia làm MC, người mẫu trình diễn catwalk. Sở hữu nhiều ưu điểm cả về thể hình, trí tuệ, nên cô cũng hay ghi danh vào các cuộc thi sắc đẹp khác nhau. Trong cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2019, ngoài giành được ngôi vị cao nhất, thì Nguyễn Trần Khánh Vân còn xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để giành được hai giải phụ, đó là Best Catwalk và Người đẹp áo dài. Ngoài ra, 9X còn có sở thích thiết kế thời trang. Người đẹp chia sẻ trong tương lai, cô có thể đủ bản lĩnh và tự tin để tự mình lên ý tưởng, tạo ra những bộ áo dài độc đáo, ấn tượng. Nhắc đến bí quyết để sở hữu một thân hình khỏe đẹp như vậy, Khánh Vân chia sẻ cô thường xuyên bơi lội và tập gym. Theo 9X, tập gym có tác dụng giúp duy trì vóc dáng thon thả, săn chắc, kết hợp với bơi lội thường xuyên giúp cho chiều cao được cải thiện đáng kể. Trước khi đến với cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ, Khánh Vân ghi tên mình trong khá nhiều cuộc thi sắc đẹp. Người đẹp này gặt hái được nhiều thành tích đáng nể đến bất ngờ và đến nay tiếp tục ghi thêm thành tích Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2019 vào danh sách đáng ngưỡng mộ này. Giải Miss Áo dài Nữ sinh Việt Nam 2013, Top 10 Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2015, Miss Áo dài Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2015, Á khôi Miss Ngôi sao 2014, lọt thẳng vào vòng huấn luyện của cuộc thi siêu mẫu Việt Nam 2018, Miss Áo dài Hoa hậu Hoàng Vũ 2019, Best Catwalk 2019, Tân Hoa hậu Hoàng Vũ 2019. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.